em mang cái chén nhỏ cái vậy, chén bự bự một chút. Bác này bác vào bác mua quay luôn à, ai bán phiếu à, bán đi bác mua phiếu trước đi bác 2000 bác muốn lấy mấy phần à, được tối đa 2 phần đó. Bác có muốn lấy 2 phần đâu từ chào phải là lấy cái thông báo này chứ rồi từ chào này từ nhé rồi bác nhận rồi bác vô rồi bác quay qua đây bác quay ra rồi bác ra xe đạp bác đi rồi anh có mua không vô mua dạ sao anh à nhà đổ rồi thôi đó mang theo tô vậy là quá đẹp 2000 rồi đôi chị đi xếp hàng hả à, sau bác vậy nó sạch sẽ mà nó không có bị ô nhiễm về bao bì nhựa. Đây đây bị gì cầm kìa. Cầm. Lần sau nếu mà mấy cô mang cái gà mên nữa là tốt nhất vì nó bỏ được đầy đủ hết. À, đồ ăn được. Dạ mai có. Mai có phải không chị? Trừ nhật dạ. Mà nếu gặp mên mình 2 phần mình vừa luôn 2 phần vô đó luôn quá hay cái gặp mên là sạch nhất đó tôi thấy là cái nơi nào mà họ tổ chức thường xuyên họ chơi gặp mên dạ gặp mên là tốt nhất được 2 phần luôn lấy cái thông báo này chà nó hơi bị ấy
kịp quá thì sẽ phỏng vấn, còn không kịp thì tôi ghi vậy thôi. Xong rồi có thể chị nói là ngày hôm nay là ngày khai trương, thì nói đi hết rồi thôi. Rồi mời cô bác có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên gì đó, đó là chị thấy á, tôi lấy cái quan cảnh khoán chút để đi vô lấy cái chữ kịp. Chị nói vài lời lấy từng món xin chị thay mặt cho quán Nụ Cười chị cho biết là hôm nay là ngày đặc biệt như thế nào đối với quán Nụ Cười một đó. Nhất chứ. Quận 5 rồi. Dạ. Thì như vậy là cái thành phần có gì thay đổi không ạ? Thành phần mà đến mua cơm á thì có chứ, tại vì mình tới chỗ này nó cũng mới nữa. Dạ. Nên chỉ có một số người ta biết, một số người ta chưa có biết. Như vậy như cái tiêu chí phục vụ của quán cơm Nụ Cười nói chung và quán Nụ Cười số 1 là giá bán là 2.000 đồng suất 4 món, thì phục vụ cho người lao động nghèo, sinh viên và những người cơ nhỡ. Và dạ, chẳng hạn như xích lô rồi vé số rồi vé chai rồi vân vân, phải không chị? Và cái giờ bán là bắt đầu là 11 giờ. Mười giờ bắt đầu bán. Bán cho đến khi hết cơm không ạ? Mà bán từ ngày nào tới ngày nào chị? Có nghỉ không? Dạ. Rồi chủ nhật là nghỉ. Xin lô ba gác rồi bà sẽ ôm gì cứ tới đợi mua. Dạ anh giới thiệu tới, nhưng mà đừng có tới trễ quá nha, hết cơm á. Vé số, xe ôm, ve chai,
mang đồ thấy được gầm lên thì càng tốt nhé. Rồi bây giờ thì là lời kết thúc là chị là chúc quán cơm nụ cười số 1 sau khi rời quận 3 qua quận nhất đến quận 5 và bây giờ quay về quận 10 thì như vậy là quán cơm nụ cười luôn luôn đi đầu. Và hy vọng rằng qua cái video này của Trấn Hưng Channel thì các đối tượng mà phục vụ như chị nói lại là đối tượng là lao động nghèo, rồi. Sinh viên nghèo, rồi. Những người có hoàn cảnh cơ nhỏ khó khăn, xe ôm, ghe chai và những người nghèo, những người lớn tuổi. Dạ dạ. Mỗi phần ăn vẫn là 2.000 đồng. Vâng. Dạ. Xin cảm ơn chị thay lời cho quán cơm nụ cười. Chúng tôi cũng sẽ gửi video này đi lên mạng để cho những người quan tâm sẽ đến với quán bắt đầu từ 10 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Vâng. Xin cảm ơn chị. Xin chào. Chúc quán nụ cười sẽ an cư lạc nghiệp đối diện với Ủy ban Nhân dân phường 10 quận 3, tức là bên này là quận 10, bên kia là quận 3 nha chị. Các bạn cứ đến đối diện với Ủy ban Nhân dân phường 10 quận 3 thì bên đây là quận 10, là quán cơm nụ cười số 1. Xin chào và chúc quán cơm ngày càng phát triển và các mạnh thường quân biết đến để mà đến ủng hộ nữa. Xin chào. Yeah.